Gần đây, câu chuyện mà nhiều người quan tâm tới ngành hàng lúa gạo của Việt Nam không phải là xô đổ kỷ lục về giá như năm 2023 mà về vấn đề hạt gạo Việt Nam đang bị một vài doanh nghiệp tự hạ giá khi bỏ thầu, ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu. Mặc dù nhu cầu thị trường được nhận định vẫn lớn. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Xô đổ vị trí top 1 thế giới. Dư luận trong nước bị một phen choáng váng khi thông tin công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, gọi tắt là Lộc Trời, trúng thầu 60.000 tấn gạo xuất khẩu vào Indonesia, thấp nhất trong các doanh nghiệp dự thầu. Thậm chí thấp hơn cả mức giá chào mua của Indonesia. Sau sự việc này, đã có nhiều ý kiến khác nhau với những câu hỏi về hệ lụy mang lại. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 28 tháng 5, giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều so với Thái Lan, Pakistan. Cụ thể, giá gạo Việt Nam đạt 582 đô la Mỹ một tấn, trong khi Thái Lan bán với giá 621 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn 39 đô la Mỹ một tấn. Pakistan bán 595 đô la Mỹ một tấn, tương đương với mức thấp hơn 13 đô la Mỹ một tấn. Nhiều người đặt dấu hỏi, lý do gì khiến giá gạo Việt Nam tuột mất vị trí đứng đầu thế giới, điều mà chúng ta đã làm được trong năm ngoái. Trong khi đó, những ngày gần đây, câu chuyện khiến cả ngành này xôn xao là một số doanh nghiệp trúng thầu gạo với giá khá thấp. Cụ thể, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia, Bulog, vừa công bố kết quả mở thầu tháng 5 với số lượng trúng thầu 150.000 tấn, thấp hơn một nửa so với số lượng chào thầu là 300.000 tấn. Nguyên nhân là do Bulog đã trả giá quá thấp, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tham gia thầu không đồng ý, buộc phải đàm phán lại giá. Trong số 150.000 tấn trúng thầu có 90.000 tấn đến từ các doanh nghiệp Việt Nam, phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp quốc tế sử dụng nguồn gạo từ Pakistan và Myanmar. Về phía Việt Nam, công ty Lộc Trời trúng thầu 2 lô số lượng 60.000 tấn với mức giá 563 đô la Mỹ một tấn, giảm tới 16 đô la Mỹ so với giá chào ban đầu 579 đô la Mỹ một tấn. Công ty còn lại là công ty Thuận Minh trúng thầu 30.000 tấn, chào giá thấp nhất trong số các doanh nghiệp dự thầu chỉ 564,5 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, các doanh nghiệp quốc tế trúng thầu với giá thấp nhất 621,5 đô la Mỹ một tấn cũng là giá chào ban đầu, còn giá gạo trúng thầu cao nhất tới 629 đô la Mỹ một tấn, chỉ giảm 4 đô la Mỹ một tấn so với giá chào thầu. Giá trúng thầu này cao hơn giá của công ty Lộc Trời và Thuận Minh gần 70 đô la Mỹ một tấn. Đáng chú ý, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan cũng tham gia chào thầu 3 lô, mỗi lô 30.000 tấn với các mức giá thấp nhất là 649 đô la Mỹ một tấn. Các mức giá còn lại là 656,58 và 658,5 đô la Mỹ một tấn. Các doanh nghiệp Thái kiên quyết không giảm giá và Bulog sẽ phải mời lại thầu trong thời gian tới. Một trong hai đơn vị trúng thầu gạo sang Indonesia có phân trần rằng bán giá thấp vì gặp áp lực về tài chính, nhưng cam kết luôn đảm bảo bán giá nào cũng không ảnh hưởng tới bà con nông dân. Có ý kiến nhìn nhận quyết định mức giá bỏ thầu như thế nào là quyền của doanh nghiệp. Nếu giá trúng thầu thấp quá mà mặt bằng trong nước khá cao, doanh nghiệp sẽ lỗ. Nhưng một số doanh nghiệp trong ngành lại tỏ ra bức xúc vì điều này có thể khiến họ phải cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng giá trị của gạo Việt Nam. Phản hồi của Lộc Trời. Phản hồi về những diễn biến xung quanh sự việc này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn cho biết, công ty có vùng nguyên liệu và nhiều nhà máy xay sát lúa gạo khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, có hệ sinh thái từ mua lúa đến sản xuất lúa gạo nên có lợi thế về chi phí. Do đó Lộc Trời bán gạo với giá nào cũng không ảnh hưởng đến bà con nông dân. Còn theo một lãnh đạo khác cũng của tập đoàn này, việc Lộc Trời phải bỏ thầu giá thấp để trúng thầu xuất khẩu gạo vào Indonesia là do áp lực tài chính, phải trả tiền mua lúa cho người nông dân. Hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp này đã dính vào lùm xùm nợ tiền mua lúa của nông dân ở tỉnh An Giang, quá hạn tới hơn 2 tháng với số tiền lên đến gần 500 tỷ đồng. Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận của Lộc Trời giảm tới gần 94%, tương đương 249 tỷ đồng so với số liệu khi chưa kiểm toán. Thậm chí, theo số liệu báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của năm 2024 mà Lộc Trời công bố cho thấy, doanh nghiệp này đang chịu lỗ 100 tỷ đồng. Như vậy, rõ ràng việc Lộc Trời bất chấp bằng mọi giá bỏ thầu thấp hơn mức giá bình quân tới 70 đô la Mỹ một tấn và thấp hơn cả mức giá chào do phía Indonesia đưa ra, cốt chỉ để trúng thầu, giải quyết áp lực tài chính cho chính doanh nghiệp của mình sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh hạt gạo của Việt Nam. Trong khi đó, cũng tại đợt mở thầu vừa qua, các doanh nghiệp Thái Lan đã kiên quyết không hạ giá bán, khiến phía Indonesia sẽ phải tiến hành đấu thầu trong các đợt tiếp theo. Trước sự việc này, Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương đã phải vào cuộc và vừa có văn bản hỏa tốc gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA yêu cầu xác minh thông tin việc doanh nghiệp xuất khẩu gạo bỏ thầu giá gạo thấp. Cụ thể, cơ quan này thông tin,
một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đã dự thầu và trúng thầu với giá thấp hơn giá xuất khẩu gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới. Hành vi xuất khẩu gạo với giá thấp có thể vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ, cho rằng việc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam hạ giá xuống thấp, kể cả thua lỗ để trúng thầu xuất khẩu gạo là cạnh tranh nội bộ một cách rất tiêu cực. Theo ông Bình, dù bất kỳ lý do gì, ngay cả việc bán lỗ để lấy tiền trả nợ vay ngân hàng và thanh toán tiền lúa cho nông dân, việc bỏ thầu giá thấp cũng gây thiệt hại rất lớn đến ngành hàng lúa gạo và ảnh hưởng đến quyền lợi của nông dân. Vậy việc lộc trời bỏ thầu giá xuất khẩu gạo ở mức thấp như trên sẽ gây ra những hệ lụy gì? Có thể khẳng định, người chịu thiệt thòi đầu tiên chính là những người nông dân trực tiếp sản xuất ra lúa thóc. Theo như lời giải thích của lãnh đạo lộc trời, việc trúng thầu với giá thấp như trên không ảnh hưởng gì tới quyền lợi của bà con nông dân trong nước bởi doanh nghiệp có vùng nguyên liệu lớn, liên kết với nhiều nông dân. Thực tế, đây chỉ là cách nói mang tính đánh cháo khái niệm bởi về quy luật của thị trường, của kinh doanh đối với doanh nghiệp là phải có lợi nhuận. Mà muốn có lợi nhuận, một là phải đàm phán để xuất khẩu được với giá cao, hai là hạ giá mua nguyên liệu của nông dân xuống thấp. Do bỏ thầu giá thấp như trên, doanh nghiệp chắc chắn sẽ không thể mua được gạo lúa với giá cao cho nông dân, vì chẳng lẽ họ chịu lỗ để xuất khẩu. Bằng chứng là Lộc Trời đã nợ tiền mua lúa kéo dài của nông dân, khiến nhiều người điêu đứng. Bản thân Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này liên tục phải viết thư xin lỗi người dân. Lấy gì đảm bảo như lời khẳng định của lãnh đạo công ty là không ảnh hưởng đến quyền lợi của nông dân. Tuy nhiên, một hệ lụy khác nguy cơ hơn đó là làm mất hình ảnh của hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Vào năm 2023, được coi là thắng lợi đối với xuất khẩu gạo Việt Nam, khi chúng ta xuất khẩu được tới 180 thị trường và giá xuất khẩu bình quân vượt qua cả Thái Lan. Năm 2024, trước ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tiêu cực trên toàn cầu, theo xu hướng dự báo, tình hình sản xuất lương thực vẫn còn rất khó khăn, do đó giá gạo còn tiếp tục tăng cao. Việc Lộc Trời cố tình bỏ thầu ở mức giá rất thấp, xét về mặt lợi ích quốc gia là khó có thể chấp nhận, gây mất hình ảnh đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi rơi vào tình trạng tranh bán, tức cạnh tranh không lành mạnh, sẵn sàng bán phá giá cốt chỉ để trúng thầu xuất khẩu gạo cho doanh nghiệp của mình. Về lâu dài, không ai đảm bảo trong các đợt thầu tiếp theo, các doanh nghiệp Việt có tái diễn tình trạng này hay không. Đây là một điều rất đáng tiếc và cần phải kiểm tra chặt chẽ như văn bản yêu cầu của Cục Xuất nhập khẩu, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Đối với các quy định về xuất khẩu gạo, mới đây nhất, Bộ Công Thương đã có dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107 năm 2018 ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đánh giá của cơ quan này, có một vấn đề nổi lên sau hơn 5 năm áp dụng nghị định, đó là chưa có chế tài đủ mạnh mang tính răn đe để áp dụng đối với các hành vi vi phạm chế độ báo cáo. Theo quy định, thương nhân phải thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo, tình hình thực tế tồn kho của thương nhân. Nghị định số 107 cũng đã mở cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo rất nhiều điều kiện thông thoáng, thay vì phải xin giấy phép con thông qua Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA như trước đây. Hiện nay, ngành sản xuất lúa gạo nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, nhất là tác động của biến đổi khí hậu vừa qua dẫn đến hạn mặn kéo dài ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc giải bài toán liên kết xây dựng vùng nguyên liệu giữa người nông dân với doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, trở ngại. Tuy nhiên, ngành lúa gạo Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều cơ hội lớn về thị trường, về chuyển đổi sản xuất xanh, đa giá trị. Vì thế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang rất quan tâm đến lĩnh vực này và đã phê duyệt triển khai đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải với tổng mức đầu tư lên tới hơn 600 triệu đô la Mỹ. Trong đó, hơn 410 triệu đô la Mỹ được vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới. Ngành lúa gạo có tác động rất lớn đến các mặt, từ đảm bảo an ninh lương thực tới sinh kế, đời sống của hàng triệu hộ nông dân. Việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhà nước khuyến khích và hạn chế. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần phải sớm làm rõ thông tin liên quan đến việc Lộc Trời cố tình bỏ thầu xuất khẩu gạo với giá thấp để đảm bảo quyền lợi của số đông, giữ vững uy tín, vị thế của hạt gạo Việt trên trường quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.